các bạn, đây các bạn, con baby biết rồi nè, biết vô trong này là biết làm gì rồi nè, đó thấy chưa? You might remember when my mom was carrying him when you were. Bây giờ mình đang đây chuẩn bị tắm cho nó nè. Bây giờ ở đây nó hơi hôi. Không, cái lại tại mấy đứa này bồng chung ngủ chung hết các bạn. Mà nó biết cái nè, vô đây là nó biết nè. Mình sẽ tắm ngay đây cho nó dễ. Tắm ngay cái xin. Because I got a new product. Đây các bạn coi khi mà mở nước nhé. Để chờ xíu để mình lấy xà bông. Okay. Cho tắm xà bông hai đứa luôn. Ủa. Cho tắm xà bông hai cùng tắm luôn. Các bạn cái này xích ra, xích ra, xích ra. À, đây các bạn coi nhé. Thấy không? Dạ, yeah, thấy. Okay. It's hot. Okay. Chết. Mommy, that's hot. Ủa sao nó không sợ ta? Mommy, nó sợ, nó hết sợ rồi hả? Maybe if you put it in. No, Jimmy maybe hết sợ rồi không? No, but maybe if you put him in. What? Oh my god, đó bắt đầu. Tắm 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 một hồi đi chơi nè. Một hồi cho đi chơi nè. Một hồi cho đi chơi nè. Jimmy, it's okay, okay. You just need to enjoy. Giỏi, Jimmy giỏi, Jimmy giỏi. You're not scared anymore. Like you used to be when you were like 1 month old. Mommy, he's like 2 months old now, right? Wait, mommy. Wow, you look so, so nice. Giỏi rồi đó các bạn, bình thường trời không chịu luôn á. Let you be scared of soap. Oh my god. Oh my god. Các bạn nói có baby là phải cắt móng tay nè, chứ không là nó quào mấy đứa này. Mr. Mommy, do you remember when the doctor showed us what we can use for Gary? Oh my god, he's like a turtle. Mommy, what do you think he looks like? I think he looks like a kangaroo. Giỏi, Gary giỏi. Mommy, he looks like a kangaroo to me. Gary giỏi. Đi tay, đi tay, đi tay. Oh my god. Vậy là ngoan rồi đó các bạn, chứ lúc đầu trời ơi nó chạy nghe tiếng nước thôi là nó chạy mất dép rồi. Rửa mặt. Trời ơi nó phá. Nó thích Christmas tree các bạn ơi. Có mày cầm đằng ngoài có hơi thích. Nó thích Christmas tree lắm luôn. Thì có bạn kêu tắm nhiều thì lông nó không có đẹp. Thật sự lông nó không có đẹp lắm các bạn. Nó không có mượt lắm. Bây giờ tại mình thấy. Nhưng mà riêng bản thân Mary thì tại vì nó sống chung với hai đứa này nhiều quá. Cái gì cũng chung hết nên Mary thích nó sạch hơn là nó đẹp. Nhưng mà muốn nó sạch hơn, thơm tho hơn là nó nhìn nó đẹp. Con nít mà các bạn, trời ơi con nít mà. Có phải người lớn mình là mình chỉ kiểu lau lau bọc thôi chứ hai đứa này khoái baby lắm. Được rồi đó. Ok. Dắt cái này. Shake it, shake it. Shake it. Dắt ở đây cái này. Look here. Bóp. No, mommy don't do that. You're hurting it. Giống như giặt đùi đó. Nè, trời ơi, bữa nay ngoan quá trời. Good boy, high five. Mày không có đem khăn cho Jerry nên mày chỉ lấy cái khăn nhỏ xíu này thôi. That's a little bit good for him. Xong rồi một hồi nữa mình sẽ xoay tóc cho baby. Wait a minute. Một hồi nữa mình bác mới làm tiệc các bạn. Bác hey, mới làm tiệc. Mommy, you made me wet. Bác mới làm tiệc đón gia đình mới qua đây chơi á. Nên thành ra một hồi nữa mình sẽ đem con mèo đi theo. Oh my gosh. Tại bên đó mấy đứa nít cũng thích lắm, cũng thích con mèo lắm. Nên mình sẽ tắm xong rồi một hồi nó đem cho em cũng đi dự tiệc. Mommy, don't you know good day? Cause if you're blind and then they'll tell you where to go, we're not. It's okay.
It's okay, baby. It's okay. 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 You be a good boy right now, okay? Làm... Keep it, keep it, baby keep Lan, it, baby. Keep it. Baby Lan, it's okay. Oh, your eyes are so cute. Baby, don't let me say it, baby. Yeah. Okay, so can I press the red button again, bye?